Chào các em, thì hôm nay trong chương trình Y4, chị xin hướng dẫn các em cái bài, một bài rất là cơ bản của Nhi Khoa, đó là bài Sự tăng trưởng thể chất ở trẻ em. Chúng ta sẽ bắt đầu bài học các em nhé. Thì trong phần bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua các nội dung sau đây. Thứ nhất là mục tiêu học tập, thứ hai là các chỉ số để tăng trưởng thứ ba là cách sử dụng biểu đồ tăng trưởng và cuối cùng là nhận ra được một số cái bất thường phổ biến về tăng trưởng thì mục tiêu học tập chúng ta có những mục tiêu sau đây thứ nhất là trình bày và giải thích được các chỉ số tăng trưởng theo các mốc phát triển của trẻ em thứ hai là hướng dẫn được cho thân nhân cái cách sử dụng biểu đồ tăng trưởng theo chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Thứ ba là trình bày được một số bất thường thường gặp trong tăng trưởng thể chất ở trẻ em. Và thứ tư là chúng ta có thể tư vấn được cho thân nhân những cái vấn đề cơ bản về tăng trưởng và dinh dưỡng. Chúng ta sẽ đi đến cái phần đầu tiên là các chỉ số tăng trưởng. Thì các chỉ số tăng trưởng, chúng ta có bốn chỉ số tăng trưởng chính đó là cân nặng theo tuổi, chiều cao theo tuổi, cân nặng theo chiều cao và vòng đầu theo tuổi. Lần lượt chúng ta sẽ đi phân tích từng chỉ số này các em nhé. Chúng ta thấy cái chỉ số tăng trưởng cân nặng theo tuổi đó các em thì đối với một cá nhân thì chúng ta sẽ thấy được cái tình trạng suy dinh dưỡng thừa cân của một cá nhân trước khi mà trẻ nó có triệu chứng lâm sàng thì cái này sẽ giúp cho chúng ta có thể lên những kế hoạch để can thiệp cho một em bé sớm hơn. Tuy nhiên nếu xét rộng ra đó thì khi một tập thể luôn thì chúng ta sẽ thấy nó phản ánh cái tình trạng dinh dưỡng của một quốc gia và có thể dùng chỉ số này để lên những cái kế hoạch can thiệp cho cả quốc gia luôn. Và trong số 4 chỉ số phát triển thì đây là chỉ số mà nhạy nhất nghĩa là nó thay đổi nhanh nhất thì trong tuần đầu khi mà trẻ sơ sinh sinh ra đó thì luôn luôn các trẻ nó sẽ có cái hiện tượng sụt cân sinh lý nhưng mà cái này nó không được quá 10 phần trăm sau khi qua giai đoạn sụt cân sinh lý thì cân nặng của trẻ nó sẽ tăng dần khi 5 tháng tuổi thì cân nặng sẽ tăng gấp đôi so với khi mới sinh khi 12 tháng thì cân nặng tăng gấp 3 24 tháng cân nặng tăng gấp 4 và sau 2 tuổi thì mỗi năm trẻ nó sẽ tăng trung bình khoảng 2 kg. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến một cái chỉ số tăng trưởng thứ hai đó là chiều cao theo tuổi. Thì đây là một cái chỉ số tăng trưởng chính nhưng mà nó ít thay đổi hơn so với cái chỉ số cân nặng theo tuổi. Và nó thay đổi khi nào? Nó thay đổi khi mà trẻ nó bị suy dinh dưỡng mãn tính, tức là cái tình trạng suy dinh dưỡng nó kéo dài đó thì lúc này nó sẽ làm chậm cái phát triển chiều cao thì chúng ta sẽ thấy ha lúc mà mới sinh thì trẻ nó thông thường là chỉ khoảng 48 đến 5 cm 50 cm thôi ở năm thứ nhất thì trẻ sẽ tăng khoảng từ 20 tới 25 cm năm thứ hai thì trẻ tăng được khoảng 12 cm năm thứ ba thì trẻ tăng lên khoảng 9 cm năm thứ tư trẻ tăng 7 cm và sau 4 tuổi thì mỗi một năm trẻ sẽ tăng được khoảng 5 cm. Như vậy đó, chúng ta thấy là cái chiều cao mỗi năm thì có vẻ là bắt đầu nó tăng chậm dần và nó sẽ tăng vọt lên tiếp tục ở cái giai đoạn trẻ dậy thì. Ở slide này chúng ta sẽ xem tiếp đến cái chỉ số snake tức là cái chỉ số giữa chiều dài của bọc chiều dài của cái đầu và chiều dài của thân mình thì ở đây chúng ta thấy rất là rõ đây là trong cái quá trình mà trẻ còn nhỏ đây nè rồi đây chúng ta thấy ha thì lúc này á ở đây thì cái chiều dài của đầu hầu như là nó gần bằng cái chiều dài của cái thanh chi dưới nhưng mà theo thời gian xin lỗi các bạn đây là cái thai nhi nha chị xin lỗi đây là thai nhi rồi và tiếp tục á khi mà thai nhi lớn dần lên á thì lúc này cái chiều dài của đầu nó sẽ hơi ngắn lại một chút để đến khi mà sơ sinh á thì các bạn thấy nè cái chiều dài của đầu á nó khoảng bằng 1 phần ba so với chiều dài của thân dưới nhưng mà khi trẻ lớn lên dần thì càng ngày cái tỷ lệ của cái đầu á nó càng thấp đi dành nó càng nhỏ đi dành so với chiều dài của thân người ha và chúng ta thì dĩ nhiên là cái đầu nó rất là thấp so với chiều dài thân người bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp đến cái chỉ số thứ ba đó là cái chỉ số cân nặng trên cho chiều cao thì chắc các bạn đã biết về cái khái niệm BMI rồi phải không đây là cái khái niệm về chỉ số khối của cơ thể body mass index mình tính bằng cách là mình lấy cân nặng kg chia cho chiều cao bình phương tính bằng mét và lát nữa thì chị sẽ hướng dẫn các bạn cái cách đọc chỉ số bmi sau nhé bây giờ thì mình đi đến cái chỉ số thứ tư và cũng là chỉ số cuối cùng đây là cái chỉ số về vòng đầu thì để đo được cái vòng đầu á chúng ta sẽ dùng một cái thước và chúng ta sẽ đo qua bốn điểm cái điểm này ở cực sâu là cái điểm đi ngang ủ chậm tiếp theo hai cái điểm ở hai bên là đi ngay phía trên mình tay và cái điểm ở phía trước là đi ngay phía trên hai lông mày của em bé ha rồi và khi mình nối lại bốn điểm này với nhau á mình đo thì mình sẽ có được cái chu vi của vòng đầu và bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần thứ hai đó là phần sử dụng các biểu đồ tăng trưởng này như thế nào. Thì đầu tiên á, là trước khi mình sử dụng được biểu đồ tăng trưởng thì chúng ta phải biết là chúng ta làm sao thu thập được các số liệu này đúng nữa, phải không? Tức là chúng ta phải biết làm sao cân và đo trẻ cho đúng. Thì đầu tiên á, đối cân trẻ đó thì chúng ta sẽ chia làm hai nhóm trẻ. Một nhóm là trẻ có thể tự đứng được, các trẻ trên 2 tuổi Nhóm thứ hai là nhóm trẻ mà nó chưa tự đứng được. Thì đối với nhóm trẻ chưa tự đứng được dưới 2 tuổi này á, chúng ta sẽ sử dụng một cái cân ha. Và đầu tiên á là bà mẹ sẽ đứng lên trên cái kênh À. Khi bà mẹ đứng lên cái kênh chúng ta sẽ ghi nhận cái cân nặng của bà mẹ. Và sau đó thì mình sẽ nhờ một cái người phụ giảm lên cái kênh Mục đích của cái động tác này là gì? Mục đích của cái động tác này là để cho cái chỉ số cân nặng này nó trở về bằng 0. Và sau đó thì bà mẹ sẽ tiếp tục bà mẹ ẩm em bé. Và bây giờ thì mình sẽ có cái tổng số cân nặng của cả hai mẹ con. Thì mình sẽ lấy tổng số cân nặng của cả hai mẹ con. Trừ đi cái số cân nặng của bà mẹ và mình ra số cân nặng của em bé ở đây. Và mình sẽ lấy chính xác tới một số lẻ. Đây là theo quy định của Tổ chức Y tế Thế giới. Rồi, bây giờ với cái nhóm thứ hai Nhóm thứ hai là các cái trẻ mà trên 2 tuổi có thể tự đứng được thì lúc này chúng ta sẽ cho trẻ tự đứng. Và lưu ý là khi mà cân như vậy thì trẻ phải được ở trong phòng ấm và tốt nhất là cởi áo của trẻ và cởi dép của trẻ ha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái bước đo trẻ thì để đo trẻ chúng ta cũng sẽ chia làm hai nhóm đối tượng. Nhóm thứ nhất là các trẻ nhỏ dưới 2 tuổi mà chưa có đứng được thì lúc này trẻ sẽ được sử dụng cái thước đo này. Còn đối với những trẻ đã đứng được rồi thì chúng ta sẽ sử dụng cái thước đo đứng. Cụ thể như sau ha. Nếu như mà đối với trẻ chưa có đứng được đó thì trong cái thước đo này chúng ta sẽ có hai đầu, một đầu cố định và một đầu di chuyển thì chúng ta sẽ có hai người, một người sẽ giữ, á, giữ đầu trẻ ở cái phần cố định của thước đo, rồi người thứ hai sẽ giữ cái chân trẻ sao cho chân trẻ nó thẳng ra và một tay còn lại thì mình di chuyển cái phần di động của thang đo để mình có được cái chiều dài của trẻ khi nằm nó chính xác nhất. Còn đối với trẻ đã đứng được rồi á thì lúc này á cái đầu cố định của thước đo là ở đây thì đó là sẽ ứng với cái chân của trẻ và trẻ sẽ đứng thẳng sao cho cái gót chân thì chạm vô phần sau của thước đo cái mông chạm vô phần sau của thước đo và cái đầu của trẻ đó thì cũng sẽ chạm vào phần sau của thước đo thì để trẻ đứng thẳng lên được như vậy đó thì thông thường mẹ sẽ cố gắng mẹ giữ cái đầu gối của trẻ để giúp cho đầu gối của trẻ nó thẳng ha để mình đo được cho đúng và ở cái phần thước đo cái phần di động của thang đo thì chúng ta sẽ đo lên phía trên trẻ ha nghĩa là lúc này chúng ta thấy là trẻ đứng thẳng và nhìn thẳng về phía trước thì các bạn có thể download toàn bộ hướng dẫn đo của tổ chức thế giới trên đường dẫn ở đây ha chúng ta có cái bạn bằng tiếng Anh và hướng dẫn rất là cụ thể. Rồi, sau khi chúng ta đã có những thông số này rồi thì chúng ta sẽ đến cái phần đọc kết quả, diễn giải kết quả. Thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục sử dụng cái phần mềm của Tổ chức Thế Thế Giới. Đó là phần mềm Who Android dành cho trẻ dưới 5 tuổi và Who Andro Plus dành cho trẻ trên 5 tuổi. Thì ở đây là cái đường link để tải phần mềm các bạn có thể lên tại phần mềm này trên cái trang chủ chính thức của tổ chức thế giới ha và sau đó thì mình sẽ sử dụng phần mềm bằng cách nhập vào cái ngày tháng năm sinh của trẻ nhập vào cái ngày tháng mà mình cân đo trẻ cũng như các cái thông số cân nặng chiều cao cụ thể của trẻ thì sau khi mình nhập vào rồi á thì lúc đó chúng ta sẽ có những cái thông số của trẻ được so sánh với con số chuẩn đó là trừ 3 SD trừ 2 SD hay là không SD thì chúng ta sẽ diễn giải kết quả thì ở đây đó để diễn giải kết quả cân nặng theo chiều cao weight for height ở trên cái phần mềm who Entry hoặc là who Entry plus thì cái chỉ số được viết tắt là WH thì chúng ta thấy là WH nếu mà dưới trừ 3 SD là trẻ xuyên dưỡng cấp nặng WH từ trừ 3 SD đến trừ 2 SD là xuyên dưỡng cấp trung bình WH từ trừ 2SD tới 1 là bình thường. Và nếu ws trên 1 thì lúc này trẻ có nguy cơ béo phì hoặc thừa cân thì chúng ta sẽ xem thêm và kết luận trên chỉ số BMI. Tiếp theo là cái chỉ số thứ hai là chiều cao theo tuổi. Hai for age trên phần mềm Who Entro hoặc Who Entro Plus thì nó được ký hiệu là HA. Và nếu như HA mà dưới trừ 3SD là trẻ suy dưỡng mãn nặng. HA từ trừ 3SD đến trừ 2SD là trẻ suy dưỡng mãn trung bình. Và nếu như HA lớn hơn trừ 2SD thì chúng ta kết luận là chiều cao bình thường. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái chỉ số cuối cùng ha. Đó là chỉ số BMI. Thì để đọc cái chỉ số BMI này thì chúng ta phải nhớ ha là nếu như cái BMI nó dưới 1 thì chúng ta sẽ đọc và kết luận cái cân nặng dựa trên chỉ số WIAS. Còn nếu như BMI nó lớn hơn bằng 1 thì chúng ta sẽ sử dụng cái bọc biểu đồ tăng trưởng này. Khi trẻ dưới 5 tuổi thì nếu BMI từ 1 đến 2 thì là trẻ có nguy cơ thừa cân. BMI từ 2 đến 3 thì trẻ thừa cân và BMI lớn hơn 3 thì trẻ béo phì khi trẻ từ 5 tuổi trở lên nếu BMI nhỏ hơn 1 thì chúng ta cũng đọc kết quả trên WIAS nếu BMI từ 1 tới 2 là trẻ thừa cân BMI từ 2 tới 3 là trẻ béo phì và nếu BMI lớn hơn 3 nghĩa là trẻ bị béo phì nặng chúng ta sẽ đi qua phần thứ ba đó là một số cái bất thường phổ biến về phát triển thể chất. Nếu chúng ta thấy đó thì ở hình phía bên trái chúng ta có một trẻ bị suy dinh dưỡng. Đối lại hình phía bên phải là một trẻ bị béo phì. Có rất là nhiều nguyên nhân đến dẫn đến suy dinh dưỡng. Ví dụ như là các yếu tố môi trường, trẻ không được quan tâm chăm sóc, rồi trẻ có tình trạng kinh tế xã hội kém, gia đình không biết cách cho ăn hoặc là nguyên nhân suy dinh dưỡng đến từ bệnh lý, có thể trẻ bị một số các bệnh như cystic fibrosis và các bệnh khác, gây tiết dịch tụy và dịch vị không đầy đủ, bệnh celiac rồi, các cái bệnh gây trào ngược dạ dày thực quản thì những bệnh này nó cũng làm cho trẻ nó kém thu dinh dưỡng, dẫn đến là trẻ nó bị suy dinh dưỡng. Ngoài ra thì một số trẻ có những cái bệnh tật bẩm sinh ở những cơ quan khác, ví dụ như là tim bẩm sinh ví dụ bất thường não bẩm sinh hoặc là bất thường bẩm sinh ở cơ quan tiêu hóa như là hẹp môn vị thì những dị tật bẩm sinh này đều có thể gây ảnh hưởng đến cái khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng của trẻ ngoài ra thì một số cái bệnh lý khác như là bệnh lý nhiễm trùng suy giảm miễn dịch hiv lao viêm gan nhiễm ký sinh trùng cũng có thể làm cho trẻ nó bị suy dinh dưỡng bây giờ chúng ta sẽ đi đến hình ảnh em bé thứ hai nhé em bé thứ hai thì ngược lại với em bé thứ nhất đây lại là một em bé béo phì và có vẻ như là béo phì nó là một cái vấn nạn hiện tại của nhi khoa thì béo phì chủ yếu là nó đến từ cái quá trình mình chăm sóc nhưng cũng không đúng cách và mình cho trẻ ăn quá nhiều ép trẻ ăn cho trẻ ăn cái dinh dưỡng nó không cân đối như là ăn rạch ăn chất bột đường uống nước ngọt quá nhiều trong khi cái lối sống hiện tại lại là thiếu vận động rồi ngồi trước màn hình vi tính trước màn hình tv quá nhiều không có da không có vui chơi ít tập thể dục thì tất cả những cái này nó sẽ làm nên béo phì và béo phì nó gây ra những cái hậu quả khác rất là nghiêm trọng về mặt cân nặng về mặt thẩm mỹ và về mặt bệnh lý người béo phì thì có nguy cơ cao mắc cái bệnh tim mạch bệnh tiểu đường cao hơn so với những cái người mà có cân nặng bình thường. Tóm lại, trong ba cái chỉ số cân nặng, chiều cao và vòng đầu thì cái cân nặng là cái thay đổi nhanh nhất, sớm nhất và phục hồi cũng nhanh nhất. Vì vậy, theo dõi cái cân nặng hàng tháng sẽ giúp chúng ta phát hiện được sớm bệnh và giúp đánh giá kết quả điều trị tốt hơn. Bây giờ chúng ta đi đến các cái bất thường về vòng đầu thì ở đây á chúng ta có cái bất thường về đầu nhỏ ở đây chúng ta thấy đây là cái vòng đầu bình thường đây nè các bạn nhá rồi và đây là cái vòng đầu mà nó nhỏ lại ha rồi đây là vòng đầu là rất nhỏ thì cái đầu nhỏ thường là do cái não nó phát triển bất thường cái này có thể xảy ra trong bụng mẹ hoặc là sau đó khi mà trẻ bị sốt huyết não hoặc bị viêm màng não vân banh bị di chứng một số các nguyên nhân dẫn đến đầu nhỏ như là cái tập dính khớp sọ bẩm sinh ha? rồi hoặc là cái nhiễm rubella trong quá trình mang thai hoặc là nhiễm virus zika trong quá trình mang thai ha? một số cái nguyên nhân mà dẫn đến đầu nhỏ mắc phải ví dụ là những cái bệnh thiếu máu thiếu oxy não sau sinh ha? rồi hoặc là bị viêm màng não mụn sớm trong quá trình sơ sinh ha? hoặc là mẹ nó bị ngộ độc một số chất như ngộ độc rượu đó. thì đều có thể dẫn đến chuyện sinh con bị đau nhỏ và đối với một trẻ bị đau nhỏ thì cái khả năng là trẻ nó bị chậm phát triển tâm thành vận động cũng sẽ rất cao bây giờ chúng ta đi đến một cái bất thường khác trái là với em bé lúc nãy thì em bé này là một em bé mà có vòng đầu rất to thì cái vòng đầu to này thông thường nó dẫn đến là do cái lưu lượng dịch nó tụy quá nhiều nó không thoát xuống phía dưới được thì chúng ta sẽ gặp trong những cái trường hợp bị tắt bị nó úng thủy bị giãn não thấp và những trường hợp này nếu như mình chỉnh đoán được sớm thì mình có thể can thiệp được tốt cho bệnh nhân và dẫn đến cái tiên lượng cho bệnh nhân tốt hơn thì ở đây là một cái hình ảnh sau khi can thiệp thì chúng ta thấy là trước khi can thiệp thì ở đây đó là cái não thách của bệnh nhân dạ rất là lớn và hầu như là chúng ta thấy đây là mô, mô dịch não tủy đó màu đen đó các bạn là mô dịch não tủy rồi còn cái nhu mô não thật sự thì nó còn rất là ít nó bị chèn ép còn rất là ít và đây là cái hình sau khi can thiệp sau khi mình đặt một cái vp sun dẫn lưu dịch não tủy xuống thì chúng ta thấy là nhu mô não nó đầy lên và cái não thất này nó nhỏ lạc và đồng thời chúng ta thấy tổng quan cái kích thước của cái vòng đầu đó nó cũng nhỏ lạc bài giảng đến đây là hết và chị xin chúc các em học tốt